Xin chào tất cả các em đã đến với lớp học văn của cô Thu ngày hôm nay. Các em thân mến, Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng hay chữ, có tài ứng đối. Những giai thoại về ông, người chiếm 2 trong 4 bổ chữ của thiên hạ, phần nào nói lên điều đó. Khi trưởng thành, danh tiếng của ông càng vang xa. Ông đã được tôn lên bậc thần siêu thánh quát hay văn như siêu quát vô tiền hán là những minh chứng không cần bàn cãi về một nhà nho tài tử tài hoa lỗi lạc nhưng sinh bất phùng thời. Sự nghiệp thơ văn của Cao Bá Quát vô cùng phong phú và đồ sộ. Trong khuôn khổ của bài học ngày hôm nay, cô xin được giới thiệu với các em tác phẩm Dương Phụ Hành của Cao Bá Quát. Trước tiên chúng ta đi tìm hiểu về tác giả. Cao Bá Quát sinh năm 1809, mất năm 1855. Tự Chu Thần hiệu Mẫn Hiên, lại có hiệu Cúc Đường, quê ở làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cao Bá Quát sống trong cảnh nghèo khó nhưng nổi tiếng là trẻ thông minh, chăm chỉ chỉ và văn hay chữ tốt. Sau này ông đã tham gia nhiều kỳ thi, nhiều lần bị đánh trượt, cũng nhiều lần bị giam giữ, nhưng cuối cùng ông vẫn giữ những chức vụ khác nhau trong triều đình nhà Nguyễn. Về sự nghiệp sáng tác thì Cao Bá Quát là quân sư trong cuộc nổi dậy Mỹ Lương, nhưng đã bị triều đình nhà Nguyễn xử trảm và là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ thứ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam. Thơ ông bộc phát thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến, trì trệ, bảo thủ và chứa đựng những tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam trong giai đoạn thế kỷ thứ 19. Về mặt đóng góp thì Cao Bá Quát là nhà thơ lớn nhất trong khuynh hướng phê phán hiện thực của văn học nửa đầu thế kỷ thứ 19. Đóng góp của thơ văn Cao Bá Quát đó là nội dung, tư tưởng, lòng dũng cảm và sự sáng suốt cả về hướng chính trị lẫn văn hóa. Tác phẩm để lại là 1.353 bài thơ và 21 áng văn bằng chữ Hán, vài chục bài thơ nôm và bài phú nôm. Những bài rất là nổi tiếng. Cao Bá Quát là một trong những nhà nho có nhân cách sống chân chính trong xã hội lúc bấy giờ. Chúng ta vào phần thứ hai của tác phẩm. Dương Phụ Hành thuộc thể loại hành. Đây là một thể thơ cổ phong. Dương Phụ Hành được Cao Bá Quát sáng tác trong chuyến xuất dương khi Cao Bá Quát đi dương trình hiệu lực ở Indonesia vào khoảng năm 1842 đến năm 1843. Bố cục của bài thơ này có thể chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, 7 câu thơ đầu là hình ảnh người thiếu phụ Tây Dương. Phần thứ hai là câu thơ cuối, tâm trạng của nhà thơ. Chúng ta đi vào phần cảm thụ của tác phẩm. Thứ nhất, đó là hình ảnh người thiếu phụ. Vào một đêm trăng trên đại dương, đó là thời gian. Không gian là gió, bể thổi rất là lạnh. Trang phục, áo trắng, phau trắng như tuyết, một vẻ đẹp trắng trong. Cử chỉ, ngôn ngữ của nàng nhìn sang người nam thấy đèn lửa sáng tựa vai chồng. Kéo áo chồng, nói dầm xỉ. Núng nịu và yêu thương đòi chồng nâng dậy. Nàng đang sống trong sum họp và hạnh phúc lứa đôi. Màu áo trắng, màu sáng của lửa đèn,
cái lạnh của gió biển đêm, tất cả đã góp phần đặc tả nhan sắc, tâm hồn và hạnh phúc của người thiếu phụ phương Tây. Nét khám phá mới của thơ trung đại, xưa kia giai nhân thường gắn với mệnh bạc, còn trong thơ của Cao Bá Quát thì giai nhân sống trong hạnh phúc sum họp lứa đôi. Ở phần thứ hai, đó chính là cảm xúc của tác giả khi mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thiếu phụ Tây Dương áo trắng phau, câu thơ phần nào cho thấy sự phóng túng, xa hoa trong cách ăn mặc của người phương Tây khiến cho tác giả có phần lạ lẫm. Tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu, ngó thuyền nam thấy đèn le lói, kéo áo rì rầm nói với nhau. Hình ảnh người thiếu phụ tựa vai chồng một cách âu yếm hạnh phúc đã khiến cho tác giả có chút ghen tị khi nhìn lại hoàn cảnh của mình. Hứng hờ cốc sữa biếng cầm tay, gió bể đêm sương thổi lạnh thay. Trong khung cảnh ban đêm tĩnh lặng, gió lạnh khiến cho nỗi buồn của tác giả càng dâng trào. Uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy, người thiếu phụ tiếp tục làm nũng chồng, khiến cho tác giả càng thêm buồn vì tình cảnh lẻ loi cô độc nơi đất khách quê người của mình. Biết đâu nỗi khách biệt ly này, nỗi buồn cô đơn của tác giả đã được đẩy cao trào và thốt ra thành lời. Tác giả thương thay cho thân phận đất khách quê hương và tình cảnh lẻ loi cô độc của mình. Ở phần cuối cùng là tâm trạng của nhà thơ. Câu thơ cuối cùng đã tương phản với 7 câu thơ trước đó. Nhà thơ tự hỏi chính mình, biết đâu nỗi khách biệt ly này. Câu thơ này đã trở thành một câu thơ hay nhất trong toàn bài Dương Phủ Hành. Chúng ta khâm phục sự chia sẻ với những khát vọng nhân đạo của nhà thơ. Chúng ta càng đau đớn với tấm lòng giàu tình yêu thương của ông. Cao Bá Quát sừng sững một khí phách và cũng biết bao nhiêu ân tình của một trái tim dạt dào. Người thì đang hạnh phúc sum họp, còn nhà thơ thì đang sống trong nỗi đau buồn và cô đơn của cảnh biệt ly. Nỗi đau càng được nhân lên nhiều lần trong cảnh ngộ phải đi lương trình hiệu lực. Tài năng bị dập vùi, công danh thì bị dở dang. Một kẻ sĩ trải qua nhiều cay đắng trên con đường quan lộ, chỉ có một câu thơ mà nói được bao nhiêu điều tâm sự, tâm trạng của nhân vật. Chữ tình trong câu thơ kết cũng chính là nỗi nhớ khi xa quê hương, xa gia đình. Bên cạnh đó, câu thơ còn thể hiện tính nhân văn, một góc nhìn rất là mới mẻ hiện đại. Ông như được mở ra đầu óc sau một chuyến đi ấy. Tất cả những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của ông được gửi gắm qua câu thơ ấy. Toàn bộ bài thơ, người đọc như thấy được cái nhìn đa sầu, đa cảm, tư tưởng tiến bộ của nhà thơ. Người phụ nữ trong xã hội này cần được yêu thương, chăm sóc, có quyền nũng nịu người chồng của mình, chứ không phải như người phụ nữ phương Đông, vất vả, khổ cực, muốn chồng san sẻ một chút thì cũng khó. Qua đó thể hiện tâm hồn phóng khoáng, đầy nhân văn của tác giả. Tác giả mong muốn có một gia đình ấm no, hạnh phúc, và tác giả được khai sáng sau chuyến đi này, mở ra một cái góc nhìn thoáng hơn, mới hơn và cũng hiện đại hơn. Chúng ta đi vào phần cuối cùng của tác phẩm, đó là đánh giá về mặt nội dung. Dương Phụ Hành là một bài thơ hay khi tác giả khắc họa chân dung người thiếu phụ Tây Dương. Qua đó, nhà thơ nghĩ về giai nhân và tài tử, về hạnh phúc trong sum họp và nỗi đau trong ly biệt. Trong chuyến đi này, ông đã có dịp tiếp xúc với những người châu Âu và thấy nhiều điều mới lạ. Về mặt nghệ thuật thì Thể Hành đã viết theo lối đơn giản nhưng dễ hiểu. Lời thơ mộc mạc chứa ý nghĩa sâu sắc.